trên đoạn kênh khoảng 500 mét ở xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đã có hơn 5 bao tải chứa xác gia cầm chết trôi lên bờ. Ngoài xác gia cầm còn có xác heo chết vứt bừa bãi xuống dòng kênh. Tất cả đang trong tình trạng phân hủy, bốc mùi hôi thối. Là người dân địa phương, chị Đặng Thị Thúy vô cùng bức xúc vì cảnh tượng xảy ra thường xuyên khiến kênh rạch ô nhiễm và tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Mình thấy quăng, thấy người ta thấy nó đi dài dài lên là nó cũng tấp, rồi cũng thúi, tùm lum chứ. Ngày nào thì cũng có trôi, trôi rồi thúi gì chứ, còn không cho nít xuống sông tắm, nó cũng đâu có xuống đâu. Cái gì, nước nó dơ rồi dễ thì nó xuống, thì sợ thúi thấy mồ luôn. Đi ghe đi xuồng miếng mà dướng vô những cái bao mà dây, cái chứng dịch máy á, nó quấn vô một cái rồi thì nó thôi chịu không có nổi. Làm sao mà phải cho nó vệ sinh chút này. Cái đường kinh khác nó mới trôi qua chứ mình ở khu vực này thì mình không có. Vấn đề kênh rạch bị biến thành hố chôn gia cầm chết không phải mới, nhưng chưa bao giờ được giải quyết triệt để. Cứ ban ngày tuyên truyền trục vớt thì đêm đến những bao tải chứa xác gia cầm lại được dứt thẳng xuống sông. Do không trực tiếp nhìn thấy ai thực hiện hành vi, không xác định được chủ chăn thả nên ngành chức năng cũng đành bó tay. Cho thấy thì mình nuôi dịch thì xô ra, mà thấy nào có dội thì xô, còn bọc nào không có dội cũng xô nữa. Tại vì bọc có dội thì nó có con gà, con vịt thôi, hoặc con heo gì chết thì xô ra. Sợ đây yêu cầu mà có dội là con vịt mình nó mạnh là nó ăn là nó chết hết trơn, thì xô ra những cái con vật chết đó mà người ta không có đào lỗ, người ta đem chôn mà người ta phải quăng phải thảy gì đó là nó ô nhiễm con đường sông của mình dữ lắm. Phải mình đem đào lên á, mình thảy xuống đó mình lắp lại thì nó không có đến nỗi ảnh hưởng gì hết trơn. Những bao tải xác chết gia cầm cộng với sự ùn ứ của lục bình đang khiến nhiều đoạn kênh rạch trở thành nỗi ám ảnh của người dân. Không chỉ chính quyền địa phương, ngành chức năng mà ý thức của các hộ thả nuôi gia cầm nếu không được nâng cao sẽ tự mình chất chồng thêm nguy cơ bệnh tật và sự ô nhiễm cho cộng đồng.